Cặp lộc bình phúc lộc thọ giáp vàng 18K. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng Việt Nam. Ở video này hôm nay thì mình xin phép được review chi tiết nhất cho mọi người những ai đang quan tâm đến cái mẫu lộc bình phúc lộc thọ giáp vàng ở cái mức là hàng kỹ, thì mọi người có thể biết chi tiết về cái cặp lộc bình này. Thì ở ngay bên cạnh mình đây là một cặp lộc bình sứ men dạ đã được giáp thêm vàng 18K, được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam và được làm bởi nghệ nhân Bát Tràng. Như mọi người nhìn thấy thì cặp lục bình này với chiều cao là 1m6 cả đế nhé, 1m6 cả đế và đường kính bụng là 43 này. Nếu như mọi người mà quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng nhắn tin gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video, hoặc mọi người có thể đến trực tiếp cơ sở ở tại Bát Tràng để mọi người xem và cảm nhận về tác phẩm này. Khi mà mọi người mua sản phẩm ấy, với cái điều kiện chúng ta không thể đến được thì chúng ta nên mua ở những cái đơn vị, thứ nhất là uy tín, có độ uy tín cao, hoặc là nếu như ở gần thì chúng ta bớt chút thời gian đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế trực tiếp nhất để có thể là cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của cái tác phẩm đó. Và giờ thì mình sẽ đi sâu chi tiết vào cái cặp lục bình này để chúng ta hiểu rõ hơn. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái tổng quát của cái tác phẩm này. Và thế như chúng ta nhìn thấy ở cái thân bình với cái men là men dạn này, men dạn cổ của Bát Tràng có rất nhiều những cái vết nứt nẻ nhỏ màu đen trên cái nền bình màu xám trắng. Rồi đến họa tiết thì được đắp nổi kênh bong nhé. Khi mà chúng ta nhìn vào cảm giác như là cả một cái khối vàng được gắn lên bên trên cái bình, nhưng thực chất là cái độ nổi này, độ nổi hình ảnh họa tiết này nó là cốt đất, sau đó được dán một lớp vàng quỳ mỏng lên bên trên họa tiết. Thì khi mà chúng ta nhìn vào nó nhìn rất là đồ sộ. Riêng đối với cái hàng giáp vàng, lưu ý với mọi người nhé, hàng giáp vàng và vẽ vàng là hai loại hàng khác nhau với cách làm khác nhau. Khi mà hàng giáp vàng chúng ta nhìn vào cảm giác nó rất là đồ sộ, cảm giác như là cả một cái khối vàng thật. Thì như mọi người nhìn trực tiếp đây, ở mẫu này thì phần giữa thân thì được chế tác hình ảnh cuốn thư, và bên trong là có ba chữ phúc lộc thọ đều được làm nổi hết. Ở bên phần hông này là có hình ảnh hai chú chim này, phượng hoàng này, hai chú chim phượng hoàng đặc tả là đang bay nhé, đang bay và đang đỡ cái cuốn thư này. Đấy, là hình ảnh hai chú chim phượng hoàng này, chúng ta có thể cầm nắm được vào họa tiết này. Cái mẫu này thì khá là đặc biệt ở chỗ là kết hợp giữa hai hình thức là vẽ vàng và dát vàng. Vẽ vàng là vàng sẽ được vẽ ở cái chế độ là vàng nước, sau đó nung 800 độ C. Vẽ điểm vàng nhé, nghĩa là ở đây trên cái tác phẩm này là được làm hai cách thức, hai cái phương pháp làm khác nhau. Vàng vẽ là phải nung qua lửa, còn vàng dát thì không phải nung qua lửa. Giờ mình sẽ quay cận hơn nữa vào. Đây là trên phần cổ bình thì có hình ảnh một cặp chim công và hình ảnh hoa đào này. Đấy, chúng ta nhìn tưởng tượng nhé, những cái cánh hoa đào chúng ta cầm nắm vào được, cái độ tinh xảo của nó cực cao. Ở phần trên cổ trên này, phần vai này, hình ảnh những bông hoa phù dung này, cánh hoa mềm mại bay bổng. Rồi đến phần hông đây, phần hông thì được chế tác hình ảnh là một bên là bút, một bên là kiếm nhé. Cuốn thư được đắp nổi khá là dày lên bên trên. Đây là hình ảnh của chim phượng hoàng này. Chim phượng hoàng chúng ta có thể cầm nắm được vào này, chim phượng hoàng rất là tinh xảo nhé. Bên dưới là hoa sen đây, ở bên dưới là hình ảnh hoa sen. Thì như mọi người nhìn thấy đây nhá, cái vàng này, đây là vàng vẽ này, vàng này là vàng qua lửa, nhìn nó sẽ bóng này, nó sẽ cảm giác nó sẽ hơi nhẹ nhàng hơn một chút. Còn đây là vàng giáp này, vàng không qua lửa này. Đấy, để đây cho mọi người so sánh trực tiếp luôn nhé. Cá chép này, quay cho mọi người cùng nhìn. Nếu như mọi người mà có dịp nào ghé về Bát Tràng thì mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở để xem sản phẩm thực tế chi tiết nhất. Đây là mẫu hàng làm kỹ mọi người nhé, mẫu hàng làm kỹ. Bát Tràng thì có rất nhiều đơn vị sản xuất, họ sẽ nhắm vào cái mục tiêu và cái mục tiêu khách hàng và phân khúc hàng nó khác nhau. Có thể là nhìn trên ảnh thì nó sẽ là ná nhau, nhưng mà nhìn ở bên ngoài hoặc phải nhìn qua video chúng ta mới thấy được cái độ tỉ mỉ chi tiết nó khác nhau. Ta nhìn tất cả những cái chi tiết nhỏ này, chắc chắn chơi những cái hàng cao cấp này thì mọi người sẽ có một cái câu hỏi, đó chính là cái hàng này thì liệu nó có bền hay không, cái vàng này nó có bền hay không, đúng không ạ?
Riêng đối với cái hàng giáp vàng thì vàng này nó sẽ bám ở trên này rất là chắc nhé. Vậy chúng ta nếu như mà chúng ta cố tình dùng những cái vật sắc nhọn chúng ta mài thì là sẽ đi vàng, bởi vì nó là hàng mỹ nghệ. Còn nếu chúng ta để bình thường, chúng ta lấy chổi lông gà chúng ta vệ sinh thì nó không ảnh hưởng gì cả. Và sau một thời gian, ví dụ 10 20 năm chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể đi rát lại vàng thoải mái thì nó sẽ lại thành một sản phẩm mới. Bài cặp này trong nhà thì chơi thì vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình Phúc Lộc Thọ Giáp Vàng 18K. Nếu như mà mọi người xem xong video của mình, thấy video của mình hay và ý nghĩa, và rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam.